Kể từ cuối năm 1959, ngay cả khi chính quyền Sài Gòn nghi ngờ về sự tồn tại của một con đường mới từ Bắc vào Nam, thì phần lớn hoạt động tại đây vẫn nằm trong bí ẩn. Tuyến đường được tổ chức thế nào? Các đoàn xe nhập vào và rời khỏi đường mòn tại đâu? Ngay cả những thiết bị chụp không ảnh tinh vi của Mỹ cũng không tìm thấy câu trả lời. Cục Tình báo Trung ương Mỹ khẳng định, đường mòn Hồ Chí Minh đã trở thành trận đồ bát quái trong rừng rậm. Hà Nội đã thành công lớn trong công tác giữ bí mật con đường này suốt thời chiến tranh bằng việc sử dụng các kỹ thuật đánh lừa đầy sáng tạo, nhiều lúc biến một số đoạn đường mòn trở nên vô hình. Đôi khi chúng tôi tìm được vị trí của đường mòn và đã thực hiện chiến dịch ném bom khá hiệu quả. Nhưng khi con đường đó bị tan phá, thì quân đội Việt Nam sẽ ngay lập tức đưa ra một hệ thống thay thế. Đôi khi chỉ cần một tuần thôi. Vì vậy, tôi rất khâm phục sức chịu đựng, sự kiên nhẫn và khéo léo của họ. Một cái trọng điểm thì phải làm hai phương án, đi qua cả ngầm. Thì là ngầm số 1, ngầm số 2, ngầm số 3. Và đặc biệt là có những cái ngầm không thể làm được cái ngầm số 2, số 3 thì lại làm đường, làm cầu, cầu tạm hoặc là làm cầu treo. 2.350.000 tấn bom đạn, vượt cả số lượng bom đạn sử dụng trong cả chiến tranh thế giới thứ hai, đã được quân đội Mỹ trút xuống núi rừng Trường Sơn. Tuy vậy, mọi nỗ lực chiến tranh của Mỹ và quân đội Sài Gòn nhằm bóp nghẹt, ngăn chặn và triệt tiêu tuyến chi viện chiến lược mang tên Hồ Chí Minh đều thất bại. Đường Hồ Chí Minh không những không bị cắt đứt, mà ngày càng trở nên tinh vi và hoàn thiện hơn. Đây thực sự là một ván cờ khó đi. Chúng tôi di chuyển, quân đội Việt Nam di chuyển phản công, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng các bạn biết đấy, người Việt Nam có thể duy trì hoạt động của đường mòn rất lâu dài và bền bỉ. Cho dù chúng tôi chiến đấu với họ bao lâu đi chăng nữa, chúng tôi cũng không bao giờ có thể chiến thắng. Người Mỹ có lợi thế là tính cơ động và hỏa lực mạnh, lại vô cùng xảo quyệt. Nhưng khi hệ thống cung cấp quân sự vũ khí của Việt Nam được ngụy trang trong rừng rậm nhiệt đới, họ không rõ phải đánh vào đâu, đánh như thế nào. Đây là một trong những ví dụ rất hiếm hoi về việc sử dụng thành thạo chiến lược và chiến thuật để đạt được những chiến thắng có ý nghĩa chính trị. Sau khi thất bại trong cuộc chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã phải thừa nhận rằng đường mòn Hồ Chí Minh bất khả xâm phạm là một trong những thành tựu vĩ đại của nền kỹ thuật quân sự ở thế kỷ 20, con đường của khí phách và trí tuệ Việt Nam.